phải nói là ăn mà ghiền luôn. Đó, thơm quá là thơm chưa. Nguyên con cá này. Đấy. Nói là nhà Thái là ghiền món này lắm. Quá là ghiền luôn. Mà ông xã Thái á, ổng cũng ghiền nữa cả nhà. Bánh này chắc không cần phải nhúng anh nha. Ở đây có rau rừng này, lá cốc này, giúp cá này. Ngồi đây mà cá ở dưới thống bịch 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 luôn cả nhà. Rồi một miếng thịt này cả nhà luôn. Ồ, em ghiền mắm nêm của nhà em lắm cả nhà ơi. Xin chào cả nhà đã đến với kênh Thái Nhà Biển. Hôm nay đố cả nhà em Thái đang ở đâu nè. Ở đây cả nhà thấy là nó bình yên nè, cây cối nhiều nè, sông nước nữa. Thì cả nhà nghĩ là em Thái đang ở đâu nè? Hiện tại thì em Thái đang ở Củ Chi. Em đang được một người chị hay là khán giả của kênh Thái Nhà Biển luôn order những cái sản phẩm của Thái, mực trứng, cá thu, nước mắm xuống Củ Chi. Hôm nay thì Thái rảnh thì xuống thì chị có gửi cho Thái ít thuốc hậu Covid á, là ông xã Thái ho rất là nhiều luôn. Nên là chị gửi ít lọ thuốc bên Đức về cho chồng Thái. Sẵn tiện là Thái chạy xuống đây và tình cờ đi giữa trưa nắng như thế này á, là hai vợ chồng cũng đói bụng. Search trên Google là Củ Chi quán nào ngon nhất thì hiện ra quán mà Thái đang đứng luôn. Quán mà Thái đang đứng là Hương Chàm Quán đúng không anh? Hương Chàm Quán. Và ở đây Thái thấy là nhiều cây nè và sông nước nè, rất là mát luôn nghe. Đây là như là cây sen này cả nhà. Cây sen này mọc trên cạn luôn. Lá to lắm nè anh Thức ơi. À, có cái lá đẹp không? Ồ, cái lá này mà bỏ thêm cốm của Hà Nội á, gói vào ăn chắc ngon lắm nè. Ở đây Thái rất là thích luôn. Ngoài xa xa kia có hoa sen là đang nở nè. Nhưng mà không biết như thế nào để mình đi ra được nhờ. Thái có order một số món ăn rồi. Nhưng mà giờ ở đây á, Thái thấy không gian và khung cảnh ở đây rất là đẹp. Cả nhà cùng Thái tham quan ở quán nha. Đây là chiếc cầu xinh xinh. Ồ, có trái thơm này cả nhà. Trái thơm hay là trái khóm vậy nè. Quá trời luôn. Đây là anh Thức ơi. Ồ, nhìn mê quá cả nhà ơi. Quá đã luôn. Những cái hàng dừa nè. Và có cả cây mít nữa. Bên kia cây tia thơm cũng rất là nhiều luôn cả nhà. Ở đây á, là ô bên này có thanh long nữa nè. Nếu mà nói về thanh long là nhắc tới Bình Thuận quê Thái rồi cả nhà. Đây là hoa có thanh long nè. Hoa thanh long rồi xào ăn cũng ngon lắm cả nhà. Đây. Và bên này là cánh đồng ruộng lúa nè, mênh mông quá. Đường vào quán thì hơi khó đi một xíu. Nhưng nếu như cả nhà tới chỗ bệnh viện Xuyên Á là hỏi quán là ra liền cả nhà. Wow. Ở đây Thái đi hai vợ chồng nên là Thái chọn một cái view có đủ ánh sáng để quay được những cái món ăn. Và cũng như là những khung cảnh á. Thái chọn cái view cũng rất là đẹp, tí nữa tới cái chỗ Thái ngồi nha. Còn ở đây có những cái chòi này, những cái chòi này là quý cô chú, quý anh chị mà đến nơi đây á, thì ghé vào ngồi sẽ mát hơn. Có một hàng thơm, đẹp quá trời đẹp luôn. Đó, một cây một trái. Wow. Quá đẹp luôn. Này. Cũng đã lâu lắm rồi Thái mới đi về Củ Chi. Thường thì cách đây vài tháng Thái có về Tây Ninh là chạy ngang qua Củ Chi. Chưa đi Củ Chi bao giờ luôn. Phải nói là chưa đi, chỉ là chạy ngang qua thôi. Ở dưới này có lục bình này. Thái nghe nói là lục bình này ăn cũng được nha. Quán à. Cái chùa view ở đây Thái thấy rất là đẹp. Ô, vừa già hết rồi nè. Nhưng mà chưa thấy hái luôn. Này là hoa cúc.
Đẹp quá cả nhà. Đây. Rất là đẹp nha. Về đây ta thấy cơ. Không khí rất là an lành luôn nè. Một bên là ruộng lúa. Bên này là có mấy trái mít nè. Đó. Ồ. Đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Ở đây á, hồi nãy Thái thấy có một số anh chị á, là chèo chiếc xuồng kia nữa kìa. Mà hôm nay Thái mặc chiếc đầm nên là cũng hơi ngại chèo xuồng. Sợ té cả nhà. Ồ. Có những cái chòi ở dưới nước nữa nè. Chào chị. Ở đây nhân viên rất là dễ thương nha cả nhà. Đẹp quá. Những cái chòi ở nước như thế này rất là mát. Với mùa mà hè như thế này nóng nực á, thì mình ngồi đó có thêm vài cái máy quạt nữa thì đã lắm. Thêm lon bia cũng dơ dơ dơ. Ê, đẹp chưa? Ở cây này là cây điều nè, đúng không anh Thức? Cây điều mà trộn gỏi ăn, trái điều trộn gỏi ăn cũng rất là ngon nha cả nhà. Đây, đây là cây điều. Ở bên này là có một em chó xinh nha. Đi qua cái chỗ bàn Thái ngồi nha, xem thử cả nhà thử là Thái có chọn một cái view đẹp hay không nha. Ở khu vực này là khu vực bếp. Ô, chào bạn khỉ. Coi chừng nó giật điện thoại đó anh. Dưới kia là cái xuồng nè. Ô, trong này là có công. Con công với lại con gì anh nhỉ? Gà rô. Gà rô hả? Có con công, con gà. Ồ, bên đây là một ruộng rau muống luôn. Đây nè. Wow. Ô, có cá ở dưới nữa kìa anh Thức. Cá to lắm á. Anh có thể quay ở dưới cho khán giả xem được không? Cá tay tượng hả? Nhưng mình làm sao để thấy được cá nhảy lên nhờ? Cá này nó đụng nó chạy. Nghe hả? Cả nhà thấy không, đây là một cái ruộng gọi là rau muống rất là nhiều. Cả nhà nhớ follow kênh Thái Nhà Biển, đừng quên kênh em nha. Kênh em hiện tại là còn rất là bé bé. Hy vọng với cô chú với anh chị thì yêu thương cá Thái Nhà Biển nhiều hơn, và cũng như là ủng hộ nước mắm nhỉ của Thái Nhà Biển nhiều hơn, để gọi là lấy tinh thần để mình chiến đấu. Bên kia có vườn sen đẹp lắm mà không biết chỗ nào qua luôn. Giờ mình phải đi lên thôi. Rồi cả nhà đứng mà chồng Thái không chèo cho Thái mà thấy hai anh chèo lãng mạn thật sự luôn á. Tí nữa anh chèo cho em nha. Hello anh. Nhìn hai anh thật là dễ thương và thật là lãng mạn. Kỳ á, kỳ á. Dễ thương hơn. Giờ thì mình sẽ ngồi và mình đợi món ăn ra nha. Ô, cả nhà thấy cái view thấy chọn được không nè. Đây, ngồi đây hướng ra bờ hồ. Và có cả, ở bên này là cây dừa mà rất là sai trái luôn. Wow, chị ơi dừa này dừa gì mà trái nhiều thế? Dừa sim nhỏ. Đây là dừa sim nhỏ, còn này là dừa lớn hả cả nhà. Dừa dứa. Dừa sáp. Ồ, dừa sáp là mấy trăm ngàn một trái đó, đúng không chị? Mình có bán dừa uống không? Cho em hai trái dừa. Thái sẽ lấy hai trái dừa uống. Dừa dứa chị nhờ. À bên kia. Bây giờ đi ba chị nha. Bên này là đủ dừa luôn. À, dừa sáp. Dừa sim lùn. Còn đây là dừa dứa. Có nhiều loại lắm. Quá trời luôn. Thì em nghĩ dừa dứa chắc là ngon. Thơm. Đẹp quá. Nói chung là chiêu lắm. Giờ Thái sẽ đi chụp hình cả nhà. Tèn tèn, món ăn đã ra rồi cả nhà ơi. Ở đây là món cực kỳ nhanh nha cả nhà nha. À, Thái giới thiệu nha. Hôm nay là đây là món cá diêu hồng chiên xù, kèm với lại là tép xong rang, ăn kèm với lại là rau sống nè. À, dưa leo,
những cái thơm chắc có thể là quán đang hái ở ngoài vườn vào. Thơm organic. Bên này là thịt heo nè. Đây, miếng thịt heo nhìn đã chưa cả nhà. Wow. Và một cái đặc biệt nhất đến Củ Chi mình không thể nào mà mình quên được. Nếu như đi về xứ Tây á, ở phương Tây thì mình có khoai tây nghiền, nhưng về với Củ Chi Việt Nam mình sẽ có khoai mì nghiền. Đây, đây là khoai mì nghiền nha cả nhà, ngon lắm. Thái đã từng ăn khoai mì nghiền ở Sài Gòn, nhưng mà đây là lần đầu tiên Thái đến Củ Chi và được ăn ở tại quán của người dân Củ Chi làm luôn. Đây, đã quá. Xin lỗi cả nhà nha. Ngon lắm luôn á. Phải nói là cực ngon, không có giống như ở Sài Gòn thấy ăn là chỉ nghiền nha, không bỏ gia vị vào. Nhưng ở đây á làm có hành nè, có hành rất thơm luôn, có hành phi, có thêm gia vị nữa. Tôi nghĩ cái này mà ăn sáng là cực ngon luôn. Đây là gà nướng ống tre mà Thái nghe mùi thơm thơm của mắm nhĩ nữa và tiêu xanh nha cả nhà, ở đây rất là ngon luôn. Bên này là Thái có kêu thêm một cái ống lam, một ống như vậy như là 30.000. Thơm thơm cực kỳ luôn, như là cái này là của hoa đậu bếp cả nhà, giống vậy ạ. Còn một cái món nữa mà trong một năm chỉ có 2 tháng thôi mà hôm nay Thái rất là vui khi mà Thái đến Củ Chi mà Thái được ăn cái món này, đó chính là gỏi gà măng cục. Đây là những cái miếng măng cục này cả nhà. Ồ, ngon lắm nha. Đây, những cái măng cục mà gọi là ăn nó giòn mà nó ngọt ấy. Để mà có những cái măng cục trộn gỏi như thế này á, thì một năm thì có 2 tháng vào mùa măng cục thôi. Nhưng mà cái những trái măng cục này phải lựa rất là kỹ, là không có được chín. Chín thì mình làm gỏi không được. Đó, nhìn cả nhà ngon lắm. Quán này Thái nghĩ rất là chất lượng cả nhà, cực kỳ là chất lượng luôn, quá là chất lượng. Giờ thì Thái cảm ơn quý cô chú, quý anh chị đã luôn theo dõi kênh Thái Nha Biển và luôn tiếp sức để kênh Thái một ngày phát triển hơn. Và vừa qua thì về căn mặt bằng của Thái thì là cũng đang trong thời gian thỏa thuận cả nhà. Thì hợp đồng thì là Thái chưa có ký, nhưng mà có sự thỏa thuận trên Zalo. Thì hiện tại thì hai bên vẫn đang ngồi thỏa thuận với nhau để đưa ra một phương án gọi là vui vẻ cả đôi bên. Thì hôm nay thì mọi chuyện cũng đã xong rồi. Có thể hôm nay Thái chịu đi và để chúc mừng có một mặt bằng mới. Và mặt bằng mới thì Thái cũng đã có luật sư vào để ký một cái hợp đồng bài bản hơn, và để có một cái kinh nghiệm cho bản thân mình. Với Thái thì Thái chia sẻ là khi ra kinh doanh rồi thì cái tình cảm hay từ gọi là tình người á, mình nên đặt sau. Và những cái mà liên quan tới giấy tờ pháp luật hay là liên quan tới những cái gì kinh tế, mình nên đặt đầu. Bởi vì Thái cái tình cảm mà như là cái mà sự tin tưởng á, mình dành quá là nhiều, thì khi mà sự việc nó xảy ra những cái điều mà mình không mong muốn á, thì nó sẽ làm cho đôi bên mất tình lẫn tiền luôn. Cho nên là Thái nghĩ là đó là một bài học quá lớn và trả giá quá đắt. Nên là Thái hy vọng với cô chú, với anh chị và các bạn, các em mà mở kinh doanh thì nên đây là một bài học để mình gọi là chia sẻ với nhau thôi. Thì hôm nay Thái kêu những cái món gọi là đặc sản của Củ Chi, chịu đi, chịu chi. Thì cả nhà nhớ ủng hộ kênh Thái Nha Biển nha. Thì sản phẩm hôm nay Thái có mang theo đó chính là nước mắm nhĩ của Thái Nha Biển nè. Để mình nướng được con gà nước mắm nhĩ làm ngon á, cả nhà nhớ alo Thái, số hotline là 0938 280121 nha. Ướp tẩm nước mắm nhĩ là ngon lắm á. Còn cái này là Thái mang theo là mấy chai lợt là để giao cho khách ở gần đây. Thì mạn phép xin quý khách lại một chai, bởi vì hồi nãy mang ra có dĩa thịt luộc, có bánh tráng nữa, chắc chắn phải ăn mắm nêm, rất là ngon luôn. Giờ thì cả nhà cùng Thái thưởng thức thôi. Không biết mình ăn cái món nào trước nhờ cả nhà nhờ. Thì với Thái thì chắc Thái ăn khoai mì trước nha. Tại vì đây là chắc đến Củ Chi thì phải nhắc đến khoai mì này cả nhà. Mà cả nhà nha, ngon lắm. Nãy Thái thử một xíu rồi. Tuyệt vời lắm á. Ăn gọi là ghiền luôn á.
vô đây ăn được món ngon, view đẹp. Thế là mặc dù đường nãy Thái đi đó bị sai đường cả nhà. Nếu cái nhà tí nữa Thái sẽ để số điện thoại. Ôi vừa tới rồi cả nhà. Dạ em cảm ơn. Đây là vừa dưới luôn trời. Cảm ơn chị. Đây à, chị để bên anh nhìn. À, có ông hút trong sao này. À em thấy à. Anh lên nhân viên phục vụ dễ thương lắm. Ồ khoai mì cực ngon luôn. Cả nhà coi trái dừa dưới nè. Nước đầy luôn. Đây. Quá ngon, quá tuyệt giữa trời nắng như thế này. Rồi, giờ mình sẽ ăn gỏi gà nha cả nhà. Em thấy trộn cả nhà coi nè. Em cho tặng nha. Đó, đã chưa? Rồi. Đã lắm. Mời cả nhà cùng Thái nha. Ngon lắm thức à. Tuyệt vời luôn. Để coi thử gà ở đây ngon không nha. Gà mềm á. Ăn thức ăn tự miếng măng cục nè. Ngon lắm. Lần đầu tiên ăn cái gỏi măng cục mà nó siêu ngon như vậy. Lúc trước có ăn một lần là ở Bình Dương lúc đi Đại Nam. Ngon. Rồi, chấm đi ha. Mắm gừng. Đây nãy em thấy có chế mắm gừng này chấm là siêu ngon. Wow, cái đùi này cả nhà ơi. Wow, chế mắm gừng này. Mắm gừng đã quá. Wow. Cả nhà ăn cùng Thái nha. Đó đó. Ngon nha. Cái này ăn cầm tay mới ngon cả nhà ơi. Nước mắm quán nào cũng ngon lắm. Đỉnh lắm. Không có từ nào để chê luôn. Tuyệt vời. Gió ngồi mà thoang thoảng đã quá trời luôn. Ngồi măng cục này nha. Phải nói là ăn mà ghiền luôn. Nãy nó ăn măng cục ngon. 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 Nếu mà lựa măng cục mà làm gỏi khó lắm. Được khó luôn. Phải chấm cái nước chấm này nha. Cái nước chấm này là quá ngon luôn. Hơi nước chấm ngọc rồi nước chấm á, nó thấm quá à. Ngon. Thôi em xin phép dùng tay đi nha.
chuẩn luôn á. Gà ngon. Xong gỏi gà măng cục thì mình nên ăn qua món cá đi nha. Món gà này tí nữa mình ăn sao. Vì hôm nay em kêu tới hai món gà luôn. Em có chai thêm mắm nêm mà, để em pha cho mọi người thịt luộc cuốn mắm nêm nha. Mắm này là mắm chấm gà cũng ngon lắm. Đây nước mắm nêm Thái Nhà Biển 45 ngàn một chai nha cả nhà. Ồ cả nhà nghe gà không? Nó có gà thơm lắm. Cá này á, là cả nhà chỉ về nhà chỉ thêm đường với lại chanh hột tắc thôi. Ui con cá. Ui. Thơm quá. Cái món mắm cái nêm này á, phải nói là Thái đóng ra miền Bắc rất là nhiều. Và nhiều quý cô chú quý anh chị lấy cực kỳ số lượng lớn luôn. Một lần lấy 20 chai, 30 chai đó. Rồi hết thì điện con thì con gửi ra tiếp. Chú nói không, nhà chú ăn mạnh lắm, ăn nhiều lắm, toàn là ăn bún mắm nêm không con ơi. Đấy. Nhiều cô chú lấy về để bán nữa cả nhà. Để cô chú bán phụ con, tại vì nhà cô chú mở quán bún cho nên là quải cuốn. Nên Thái rất là vui luôn, cảm ơn quý cô chú rất là nhiều. Đây cách pha rất là đơn giản nha. Đây cả nhà ơi, mình chỉ cho đường. Cái này là khẩu vị á, mọi người là bỏ đường theo khẩu vị mọi người dùng nè. Đấy. Ớt tỏi thì Thái có sẵn rồi, nếu như cả nhà thích mà thêm ớt thêm tỏi thì cũng không sao. Thêm vào là mình ăn cay một xíu. Nhưng mà ở đây thì Thái đang ở quán nên là Thái ăn vị vừa thôi, Thái cũng không biết ăn cay nữa. Trời ơi, cái mùi mà nó thơm nồng luôn á cả nhà ơi. Đã chưa? Nếu mà nặng chanh á thì sẽ ngon hơn nha cả nhà. Đó, thơm quá là thơm chưa. Nguyên con cá nè. Đấy. Nói là nhà Thái là ghiền món này lắm. Quá là ghiền luôn. Mà ông xã Thái á, ổng cũng ghiền nữa cả nhà. Bánh này chắc không cần phải nhúng anh nhìn. Ồ, đây có rau rừng này, lá cốc này, giúp cá này. Ngồi đây mà cá ở dưới thóng bịch luôn cả nhà. Rồi một miếng thịt này cả nhà luôn. Wow. Này dính miếng con gà nướng. Em mời cả nhà nha. Ồ, em ghiền mắm nêm của nhà em lắm cả nhà ơi. Ngon. Nhất cái nhất. Đó. Ngon thật sự luôn á. Cái này mình ăn chung với bún không cũng ngon nữa. À, cơm dẻo dẻo á. Chơi bò ăn. Mắm nêm mà để càng lâu là nó càng ngon. Cái gà nó để lâu nó càng mạnh. Nhưng mà để tránh mà tình trạng mà mắm nêm mà để càng lâu thì khả năng mà nổ đục là có đấy cả nhà. Bởi vì cái mắm nêm của nhà em Thái á là cái gà nó rất là mạnh luôn. Để tránh trường hợp đó cả nhà bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh là được lâu nhất. Để em cuốn anh thích một rau rừng nha. Ăn lá cóc ngon. Anh thích ăn thịt heo hay ăn tép? Ăn nào cũng được. Nào được hả? Hay là anh ăn thử tép nha. Đây nè cả nhà. Tép rang.
cho em xin té. Đây em chấm cho anh nha. Đây nha. Anh rất là ghiền ăn mắm nêm lắm. Đây mời anh Thức. Dạ, cảm ơn. Nhẹ quá anh ạ. Anh Thức nhà em là thích ăn mắm nêm lắm. Mà được vợ cuốn như thế này nữa thì có đỉnh rồi. À, anh đang nhai cả nhà. Không. Đang nhai. Tuyệt vời anh ha. Mắm với mình không ngon thì mắm ở đâu mà ngon nữa. Thái đảm bảo mắm nêm nhà Thái ăn ngon ở đây rồi là không tìm được chỗ nào mà hương vị như vậy hết á. Nè cá. Cá gì quên nè. Cá điêu hồng. Cá điêu hồng. Xù. Chiên xù. Em Thái à, anh cameraman quay là em ơi ngược sáng rồi à, mới vừa chuyển nắng từ bên này qua nắng bên này nên hai vợ chồng đổi ghế cho nhau liền luôn. Đây 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 anh ơi, cái ủa cái sớ thịt của cá diêu hồng nè. Mấy clip trước của em Thái á, là video tối này nọ là Thái với chồng Thái là chưa có kinh nghiệm quay cả nhà. Nay coi lại mình đã có kinh nghiệm dần dần rồi. Wow, lớp thịt nè. Đã chưa. Wow. Mê lắm luôn cả nhà ơi. À, mời cả nhà ăn cá diêu hồng chiên xù chấm mắm nêm. Đã. Ngon cả nhà. Sao vậy? Anh thích làm cái bụng. Anh Thái tưởng bị vậy. Giờ ăn qua cái món, cái đũa của anh này. Giờ mình ăn qua cái món gà nướng mắm nhỉ, ống tre đi. Hai vợ chồng mình hai cái đùi. Nhìn nó đã cả nhà ha. Nó vừa đẹp mà nó vừa ngon nữa. Trời đẹp mà ngon nữa thì thưởng thức liền cả nhà ơi. Ngọt. Em nghĩ là sốt mắm tỏi ớt anh thích ạ. À? Thơm mà tỏi ớt. Nhưng mà so với gà này với gỏi gà măng cục là thích ăn gỏi gà măng cục hơn. Ở đây dân địa phương đi nhiều lắm. Tại vì thấy mấy chị mặc đồ bộ là thấy nghĩ là dân địa phương rồi, chạy vá ăn luôn. Mà quán nào mà dân địa phương ăn nhiều á thì quán nó rất là ngon. Trong tất cả cái món hôm nay á thì món mà gỏi gà măng cục là đứng vị thứ nhất. Sau đó là những cái món đây là Thái chưa bằng gà thôi. Thì gà ở đây rất là ngon, vừa nhỏ mà vừa hợp với lại hai vợ chồng nữa. Hôm nay ba món này hai vợ chồng em ăn không hết đâu cả nhà. Nhưng mà bởi vì xuống Củ Chi là phải ăn gà chạy bộ này, gỏi gà măng cục này, ngay cả có hôm nay á là có cái mâm cá diêu hồng với lại tiếp rang á là ăn với lại khoai mì. Tại vì Thái nhìn menu là có khoai mì á nên là Thái nghĩ là về Củ Chi là nên ăn khoai mì. Nhưng mà thật sự khoai mì ở đây rất là ngon, cực ngon luôn, khoai mì nguyền cực ngon. Cả nhà mà đến với Củ Chi thì hy vọng thì cả nhà sẽ ghé tới quán Hương Chàm quán. Đây cả nhà địa chỉ. Địa chỉ là Hương Chàm quán, ấp Tiền Tăng Thông Hội, Củ Chi. Đây, về giá cả thì để em Thái gỡ menu thử giá bao nhiêu nha. Không biết giá luôn. Nhưng mà ăn ngon, cảnh đẹp, view đẹp, xịn sò. Rồi gà nướng ống tre là 280.000, rẻ anh nha. Viên con gà luôn á. À, mẹt đồng V. Đây, mẹt đồng V là cá diêu hồng nè, tiếp rang với lại khoai mì này là 360. Còn cái gỏi gà măng cục thì là tùy nha cả nhà, vào mùa măng cục thì mới có. Hình như là 500 mấy, hồi nãy đó nhìn là 500 mấy á. năm trăm rưỡi vào mùa măng là tháng 4, tháng 5, tháng 6. Hôm nay mới có tháng 4, đầu tháng 4 thôi cả nhà, tranh thủ nha, còn 2 tháng nữa tranh thủ. Giờ này em Thái sẽ kết thúc video tại đây và hy vọng quý cô chú với anh chị sẽ yêu thích kênh Thái Nha Biển và nhớ nhấn đăng ký subscribe kênh Thái Nha Biển và chia sẻ kênh nha. Cả nhà mua nước mắm nhỉ, nước mắm nêm
đây đây, anh thức lấy mực trứng với cá thu đi, em giới thiệu mọi người. Mực trứng của Thái ra biển nè, được đi xuống Củ Chi rồi. Cả nhà mua mực trứng thì cứ alo anh Thái nha. Mực trứng này rất là ngon, hàng thiên nhiên, bao trứng. Và trứng này là trứng thiên nhiên hết. Ở ngoài thị trường á, là bán mực trứng, ở ngoài là bơm trứng rất là nhiều, gọi là trứng giả đó cả nhà. Còn ăn trứng thật thì hãy liên hệ Thái ra biển. Thái ở xứ biển cho nên là cái gì về biển thì cả nhà cứ tin tưởng về Thái nha. Giờ thì bỏ vô để tí nữa qua giao cho chị. Và em cảm ơn chị rất là nhiều đã quan tâm hỗ trợ em Thái nè. Chị hỏi thăm về tình hình nè, rồi chị còn mua gửi thuốc về tặng cho ông xã Thái nữa và gia đình nữa. Cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ biết gì không, tại vì Thái là một người ở quê, ở biển thì nhà Thái không có ai ở nước ngoài hết á. Nhưng mà được quý cô chú, quý anh chị ở phương xa yêu quý á, Thái rất là quý luôn. Và cũng có nhiều quý cô chú, quý anh chị á, là điện hỏi thăm ba mẹ này. Nhiều cô chú nhớ là ngày xưa chú chưa qua đây á, chú cũng ở xứ biển, chú nhớ biển dữ lắm. Nhìn ba con cực này nọ thì con như thế thì chú vui. Thì con cảm ơn cô chú ở phương xa gửi lời hỏi thăm đến đến gia đình con và ủng hộ Thái rất là nhiều. Cảm ơn rất là nhiều luôn. Giờ thì Thái xin phép kết thúc video tại đây để đi Củ Chi nhận và sẽ quay lại vào clip sau.